Một lớp thì có người nhanh, có người chậm. Mình chậm thì mình nói mình chậm, nhưng mà mình tiến bộ hơn chính mình là tốt, chứ không có gì mà phải phải ngại cả. Chỗ này là lớp 3 bài 2.1 đúng không nào? Nó có bài 2.2 nữa. Rồi, lớp 3. Lớp 3 bài 2.1. Rồi, ok. Lớp 3 bài 2.1. Rồi, chúng ta sẽ khai báo hai cái biến là A và B. A phẩy B. Rồi, chúng ta nhập vào. Đấy, cứ thế mà làm thôi. Nhập vào số B. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xét điều kiện nè. Nếu A bằng bằng 0, xuống hàng táp vô cái à, chỗ này mình nên dùng dấu ngoặc luôn đi. Nếu A bằng bằng 0, xuống hàng xét B. Nếu B bằng bằng 0, cũng dùng ngoặc luôn cho nó dễ. Nếu B bằng bằng 0 thì mình sẽ xuất ra. Xuất cái gì nào? Đây, cái mà lúc nãy mình làm nè. Nếu A bằng 0, nếu B bằng 0 thì xuất ra phương trình vô số nghiệm. Còn không, phương trình vô nghiệm. Đó. Phương trình vô số nghiệm. Còn không? Đây, chỗ này gõ còn không? E, L, S, E. Mở ngoặc nhọn, copy cái này xuống cho nó nhanh, phương trình vô nghiệm. Rồi, lệnh eo đây, các bạn đưa con trỏ vô các bạn sẽ thấy nè, đây mở ngoặc đóng ngoặc nè, eo eo cái gì xuất ra nghiệm của phương trình. Bằng trừ B chia A. Tại vì sao thầy không cần khai báo biến x? Bởi vì chúng ta sử dụng x trực tiếp ở đây và xuất ra. Vậy trong câu lệnh này còn thiếu gì? Thiếu gì các bạn? Thiếu gì nào? À, không nói mà gõ ha. Thiếu phần trăm D. Ok. Phần trăm gì? Trừ B trên A là phần trăm gì?
F chưa? Phần trăm F đủ chưa? F kiểu của A hoặc B. Đếp F kiểu, nếu mà không F kiểu thì nó sẽ ra số nguyên. Đó, bạn phải F kiểu ha. F kiểu của A chia B, B chia A ở đây. F thành kiểu plot. Mặc dù trừ B trên A nó ra plot đó, nhưng mà B nguyên, A nguyên thì nó trả về cho chúng ta kết quả là số nguyên. Đó. Rồi, chúng ta biên dịch và chạy thử nào. What happened? Ủa sao tự nhiên dấu này ta? Kỳ vậy. Sao tự nhiên nó ra đâu ra dấu hai chấm à? Không bạn nào nhắc thầy luôn. Ok. Ủa? À, tưởng lỗi nữa chứ. Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Thiếu phần trăm F, à, phần trăm D. À, rồi, ok. Ha. Đó, rất là giỏi. Rất là giỏi, nhìn là biết lỗi liền. Ủa, ai vậy ta? Cái giọng quen quen. À. Bạn Trang hả? Phải Trang không? Hello. Thúy thầy ơi. Thúy à? À ok. Cộng cho Thúy nè. Giọng quen quen. Không, chưa nhớ lắm. Rồi ok. Như vậy chỗ này bạn phải có thêm nữa là phần trăm D. Định kiểu ha. Chỗ này chúng ta gọi là định kiểu. Định kiểu nhập liệu. Định kiểu nhập liệu. À, bằng 8B bằng 3. Phương trình có nghiệm. Rồi. Trường hợp thứ 2. A bằng 0. B bằng 0. Phương trình vô số nghiệm. Trường hợp thứ 3. A bằng 0. B khác 0. Phương trình vô nghiệm. Như vậy là chúng ta đã xử lý xong cái bài tập về giải phương trình bậc nhất. Đó, giải phương trình bậc nhất. Các bạn nhìn lại cho thầy, đối với lại một cái bài như thế này thì chúng ta có còn vướng cái vấn đề nào ở cái lệnh if này hay không? Đó. Và những bài trước á thì mình viết lệnh á, nó sẽ không có thuộc ra thuộc vô nhiều. Bởi vì mình chưa có dùng cấu trúc lệnh cha con. Mà mình cứ viết từ trên xuống dưới. Cho nên nó không cần thuộc ra thuộc vô. Nhưng đến giờ này, vui lòng nhớ dùng tab. Đây, nó có dấu nè. Nó có dấu. Dấu ở line nè. Nếu như mà bạn nào có mà không sử dụng đúng cái chuẩn là clean code thì thầy sẽ trừ điểm nhé. Mặc dù bài các bạn có chạy đi nữa vẫn bị trừ điểm. Cha con rõ ràng, vô ra rõ ràng. Còn chỗ này nếu cần thì các bạn ép vô cho nó gọn vô. Đó. Chứ không nhất thiết là phải đẩy cho nó ra đâu. Đó, vậy đó. Đó, if else. Nha. Sau này các bạn viết code là nhớ ra vô. Đây, print này là con của thằng if này. Print này là con của thằng if lớn. Cho nên là print này và if này là anh em. 13 với 19 là anh em. Cho nên nó là ngang bằng với nhau. Viết cho nó clean code nha. Có ai hỏi gì nữa không nào?